Thưa quý vị, không khí xuân đến với tiết trời se lạnh, xuân đang đến với mọi nhà, đến từ những làng nghề hoa kiểng đầy hương sắc, cùng những cơ sở rộn ràng khẩn trương sản xuất thực phẩm phục vụ Tết. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên các cơ sở sản xuất rất trông chờ vào những đơn đặt hàng dịp cuối năm nhằm thúc đẩy doanh số bán. Nhiều cơ sở phải làm gấp đôi, gấp ba mới đủ nguồn cung ra thị trường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên đề về không khí sản xuất của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Không khí tại các cơ sở sản xuất thực phẩm phục vụ Tết đang tất bật vào vụ. Bởi đây là dịp để các cơ sở tăng doanh số bán sau một năm chịu tác động từ đại dịch COVID-19. Tết Nguyên Đán là thời điểm nhu cầu về thực phẩm tăng cao. Do đó, nguy cơ về mất vệ sinh an toàn thực phẩm là rất lớn. Vì vậy, để đảm bảo nguồn hàng hóa cung ứng cho người tiêu dùng, nhiều đơn vị đã đầu tư nguồn hàng và khâu sản xuất từ rất sớm. Lạp xưởng vẫn là món ăn truyền thống có nguồn gốc từ người Hoa, được làm từ thịt nạc và mỡ heo xay nhuyễn, trộn với gia vị rồi nhồi vào ruột heo khô, sau đó phơi nắng để thịt chín tự nhiên bằng cách lên men. Sau bao năm tháng, lạp xưởng trở thành món ăn được yêu thích của các gia đình người Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Lạp xưởng ngon phụ thuộc vào hai yếu tố, nguyên liệu và cách thức chế biến. Đa phần lạp xưởng được làm theo công thức chung. Tuy nhiên, lạp xưởng tươi hay nghĩa có bí quyết gia giảm nguyên liệu và gia vị khác nhau. Và bí quyết ấy chỉ người trong nghề mới rõ. Nếu mà so với mọi năm thì năm nay là chị thấy là sản lượng chắc là không cao nổi. Tại vì tới bây giờ mà chưa có công ty đặt, chỉ có những người bán lẻ để mà lấy hàng ở chị đi bán lại thôi. Nếu người Bà Rịa Vũng Tàu là mua trực tiếp ở tại quầy của chị ha, nhưng mà tại ở Đà Lạt thì chị cũng có người bán, Sài Gòn thì cũng có bạn bán, còn ở Nha Trang cũng có bạn bán, Đà Nẵng cũng có bạn bán. Để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, sân phơi lạp xưởng được cơ sở cách ly với môi trường bên ngoài. Lạp xưởng Hai Nghĩa được sản xuất và bán quanh năm. Tuy nhiên, Tết Nguyên Đán vẫn là thời điểm nhộn nhịp nhất của cơ sở. Một trong những bí quyết làm nên sự khác biệt của lạp xưởng thương hiệu Hai Nghĩa là chất lượng. Chính vì vậy mà trước sự cạnh tranh của những thương hiệu lạp xưởng công nghiệp như Vichan hay Mai Quế Lộ, thì lạp xưởng truyền thống Hai Nghĩa vẫn giữ được thị phần nhất định ở Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận. Cái lạp xưởng của chị là nó khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Lạp xưởng khác là lạp xưởng của chị là một là nó không có hóa chất, không phẩm màu, không chất bảo quản, không gì hết. Thì chị làm tiêu chí hàng sạch luôn. Khẩu vị của chị nó thay đổi từ người Nam sang người Trung, người Bắc rồi. Chị thay đổi một chút xíu là nó đậm đà hơn, nó không còn ngọt giống như khẩu vị của người Nam nữa rồi. Hương vị thơm ngon, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Lạp xưởng trở thành món quà ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến xuân về. Thời gian cận kề Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm thị trường thịt heo biến động khá mạnh. Ngành hàng thực phẩm chế biến chịu áp lực lớn do phải đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời ổn định giá đầu ra. Ở ngành hàng do giá truyền thống, một trong những thách thức đối với cơ sở sản xuất là tuyển chọn thịt heo. Theo đại diện thương hiệu giò chả Gia Hưng ở thôn Cho An, xã Xuyến Nghệ, huyện Châu Đức, đơn vị có nhiều năm sản xuất mặt hàng này cho biết, các loại giò lụa, giò thủ không thể có vị thơm ngon và an toàn nếu không được chế biến từ nguồn thịt từ heo khỏe, không bệnh tật, được giết mổ tươi. Nhà sản xuất uy tín, không dùng thịt đông lạnh, không phụ gia tạo độ dai giòn, chất bảo quản hay hương liệu tạo mùi thơm. Vì điều này đồng nghĩa với việc mạo hiểm đối với tên tuổi của thương hiệu. Sản lượng thường ngày của Gia Hân sản xuất thì khoảng 200 cây giò lụa và giò thủ. Nhưng mà trong cái dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của Việt Nam thì sản lượng của Gia Hân tăng lên khoảng gấp 4 lần. Sản phẩm của Gia Hân thì có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng là một trong những đơn vị sản xuất chả lụa với công thức truyền thống trên dây chuyền hiện đại nhiều năm ở địa phương. Thì thương hiệu chả lụa và giò thủ Gia Hân cũng được sự tin yêu của khách hàng. Số lượng sản xuất giò chả vào dịp Tết tăng cao, một phần lớn là do trong những năm qua, cơ sở này đã kiên trì tuân thủ tiêu chí sản xuất, sức khỏe người tiêu dùng là trên hết. Để kiểm soát chất lượng giò chả thành phẩm, nguyên liệu và gia vị được kiểm tra chặt chẽ, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp là tâm sức của những người thợ lành nghề và luôn gắn bó với nghề. Đây là cũng hơi lâu rồi, thì làm từ lúc 4 giờ sáng.
tới 4 giờ chiều. Mức lương của chị là cũng ổn định, yêu nghề này và cũng gắn bó, chị rất hài lòng. Tết Nguyên Đán là dịp sản xuất và tiêu thụ hàng hóa lớn nhất trong năm, đặc biệt là các mặt hàng nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm. Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp cao điểm Tết là áp lực không nhỏ đối với công tác đảm bảo nguồn cung lẫn an toàn, chất lượng hàng hóa. Để hàng Tết đến tay người tiêu dùng đảm bảo an toàn, vệ sinh, chất lượng, cùng với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, còn là ý thức trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và uy tín của các nhà sản xuất, nhà phân phối, tạo dựng vì niềm tin của khách hàng đã dành trọn gửi gắm trong thời gian qua. Thưa quý vị, hủ tiếu được ví như một món ăn ngon từ hương vị đến màu sắc. Nói đến hủ tiếu, mọi người thường nghĩ đến sản phẩm được làm từ gạo của người Việt. Muốn có được những sợi hủ tiếu sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn và thơm ngon, đòi hỏi phải trải qua nhiều công đoạn hết sức công phu. Trong phần kết nối thương hiệu hôm nay, Mỹ Quyên xin được giới thiệu đến quý vị thương hiệu hủ tiếu Chu Hải, cơ sở sản xuất gia truyền có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu hơn 40 năm qua. Quy trình sản xuất 14 công đoạn từ chọn gạo đến thành phẩm, lên men tự nhiên để tạo độ dai, không sử dụng chất bảo quản, có đội ngũ kỹ sư kiểm soát chất lượng sản phẩm, 100% sản phẩm đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ có một cơ sở chuyên sản xuất hủ tiếu truyền thống, vừa đảm bảo giữ được hương vị tự nhiên, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, những bánh hủ tiếu do cơ sở này sản xuất ra được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Do đang vào thời điểm gần Tết nên từ 4 giờ sáng, cơ sở sản xuất hủ tiếu Chu Hải đã nhộn nhịp bắt đầu cho một ngày làm việc đến tận đêm. Sản phẩm bên chúng tôi là đảm bảo tuyệt đối 100% là an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng năm 2020 bởi vì ảnh hưởng của dịch Covid cho nên là bên hủ tiếu Chu Hải cũng bị ảnh hưởng. Tết này thì bên chúng tôi đã nhận được khá nhiều đơn hàng. Đó là cái dấu hiệu đáng mừng và hy vọng là năm 2021 nó sẽ khôi phục lại sản xuất. Trung bình mỗi ngày cơ sở hủ tiếu Chu Hải cung ứng ra thị trường từ 400 đến 500 kg sợi hủ tiếu. Càng cận Tết, cơ sở huy động hết công suất để cung ứng ra thị trường với số lượng tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Trước đây, 100% các khâu công việc làm bánh hủ tiếu đều được làm bằng thủ công, vất vả cực nhọc nhưng năng suất không cao. Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, tiến bộ kỹ thuật mới được sử dụng trong sản xuất bánh hủ tiếu. Thị trường tiêu thụ hiện nay của hủ tiếu Chu Hải thì chủ yếu là trong nước. Riêng cái mảng xuất khẩu thì chúng tôi cũng xuất khẩu đi một số nước ở châu Âu cũng như là châu Á. Chúng tôi đã có sự thay đổi bao bì cũng như là thay đổi các cái quy trình sản xuất công nghệ để đáp ứng với lại thị hiếu, đáp ứng với thị trường và đảm bảo các cái thông số cho cái người tiêu dùng có thể nhìn vào đấy để có thể nhận biết đâu là những sản phẩm tốt và nó đạt cái yêu cầu của thị trường. Tâm huyết với nghề truyền thống và là mặt hàng thực phẩm nên cơ sở luôn đặt chất lượng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Vì vậy, sản phẩm của cơ sở ngày càng khẳng định được vị trí đối với người tiêu dùng, không chỉ tại Bà Rịa Vũng Tàu mà còn phát triển đến các tỉnh thành lân cận và luôn hướng tới sự phát triển bền vững. Thưa quý vị, vào các dịp lễ Tết, dường như mọi nhà đều có món hủ tiếu. Đây là món ăn gia đình dân dã, kết nối yêu thương các thành viên trong gia đình. Thật ấm áp khi Tết đến xuân về, các thành viên trong gia đình có dịp sum vầy thưởng thức những món ăn mang đậm đà bản sắc của người Việt. Đến đây thì chương trình Nhịp sống kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được khép lại. Chương trình được phát trên kênh BRT vào lúc 7 giờ 40 phút thứ Bảy hàng tuần. Trân trọng kính mời quý khán giả đón xem. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.